Chào mừng các em đến với tiết học online hôm nay. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ bước vào chủ đề 8. Đó là minh họa dữ liệu bằng biểu đồ. Ở chủ đề này, chúng ta tìm hiểu một số nội dung. Thứ nhất là biểu đồ, một số dạng thông dụng. 2. Tạo biểu đồ như thế nào. 3. Hoàn thiện và chỉnh sửa biểu đồ. Trước khi vào nội dung chính, thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu phần khởi động. Thì ở đây số liệu học số học sinh giỏi khối 7 được trình bày bằng hai cách, đó là trình bày bằng bảng là hình 8.1 và trình bày bằng biểu đồ là hình 8.2. Em thích kiểu trình bày nào hơn? Thì ở đây hay rõ ràng khi chúng ta trình bày bằng biểu đồ thì cái dữ liệu nó sẽ trực quan, sinh động hơn, giúp chúng ta dễ so sánh. Vậy biểu đồ là gì? Thì chúng ta sẽ vào phần 1. Biểu đồ và một số dạng thông dụng. Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan bằng các đối tượng đồ họa. Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan bằng các đối tượng đồ họa. Các dạng thường gặp của biểu đồ. Nhất, đó là biểu đồ cột, là thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột. Và thứ hai, đó là biểu đồ đường gấp khúc, dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm dữ liệu. Và thứ ba, đó là biểu đồ hình tròn, thích hợp để mô tả tỷ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể. Đây là ba cái biểu đồ thường gặp, đó là biểu đồ cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn. Vậy đấy, làm sao để chúng ta tạo được cái biểu đồ đây? Để tạo được biểu đồ thì chúng ta sẽ qua phần số 2. Tạo biểu đồ như thế nào? Thì đây thầy có một cái bài tập nhỏ trong sách giáo khoa chúng ta cũng có, em phải làm trực tiếp vào sách số 3. Vậy để tạo được cái biểu đồ cho cái số liệu học số học sinh giỏi của khối 7, thì đầu tiên chúng ta phải chọn cái khối A3 đến D8. Bước 2 là chúng ta sẽ chọn theo lệnh insert. Đó là hai chỗ trống ta điền vào, đó là A3 đến D8 và chọn theo lệnh insert. Còn bước 3 là chúng ta chọn nhóm biểu đồ column và chọn hình phù hợp. Thì nhìn chung để tạo một biểu đồ thì chúng ta có các bước như sau. Thứ nhất là chọn miền dữ liệu cần tạo biểu đồ. Thứ hai, chọn theo lệnh insert. Bước 3, trong nhóm lệnh chat, chọn nhóm biểu đồ. Column là tương ứng với biểu đồ cột. Line tương ứng với biểu đồ đường gấp khúc. Bit là tương ứng với biểu đồ hình tròn. Và chọn là dạng tương ứng. Đó là các bước thực hiện tạo một biểu đồ. Khi chúng ta tạo xong một biểu đồ, đây chúng ta phải hoàn chỉnh cái biểu đồ đó và chỉnh sửa cái biểu đồ đó. Thì chúng ta sẽ hoàn số 3. Khi chúng ta hoàn thiện một biểu đồ thì biểu đồ sẽ có 8 thành phần. Thứ nhất là tiêu đề biểu đồ. Thứ hai là chú giải. Thứ ba là dùng thể hiện biểu đồ. Thứ tư là chủ dữ liệu. Thứ năm là trục dọc. Thứ sáu là tiêu đề trục dọc. Thứ bảy là trục ngang. Thứ tám là tiêu đề trục ngang. Thì trên biểu đồ đủ 8 thành phần này thì khi đó cái biểu đồ mới được hoàn thiện. Ở đây thầy có một bài tập nhỏ. Ở đây thì trong sách giáo khoa cũng có luôn, và tập này trong sách giáo khoa có. Giờ nhiệm vụ của em sẽ điền số thứ tự vào 8 thành phần đấy đó. Thì ở đây người ta đã điền cho mình, ví dụ cho mình cái số 3 rồi. Đó là vùng thể hiện biểu đồ rồi. Giờ chúng ta sẽ điền nha. Đây là tiêu đề biểu đồ là số 1. Đây số 2 đó là chú giải. Số 4 là chủ dữ liệu. Đây là trục dọc. Tiêu đề trục dọc. Đây là trục ngang. Tiêu đề trục ngang. Rồi, em có thể sửa bài vào trong sách giáo khoa mình luôn. Đó là khi chúng ta hoàn chỉnh cái biểu đồ, hoàn thiện cái biểu đồ. Vậy khi mà chưa có cái tiêu đề hoặc là chưa có chú giải thì sao? Chúng ta phải chỉnh sửa biểu đồ. Thì chỉnh sửa biểu đồ thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là thêm tiêu đề vào biểu đồ.
Thứ hai là thay đổi dạng biểu đồ. Thứ ba là một số thao tác khác như thay đổi vị trí này, kích thước và xóa biểu đồ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Hoặc A là thêm tiêu đề và biểu đồ. Thêm tiêu đề biểu đồ thì thứ bước nhất ta chúng ta phải chọn biểu đồ đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ vào thể lệnh layout. Bước thứ ba là chúng ta chọn lệnh tag tiêu đề. Tag tiêu đề, nháy chuột ở dùng tiêu đề và nhập dữ liệu. Nhập nội dung đó. Tag tiêu đề. Ở đây thầy có một cái hình như thế này để mà thêm cái tiêu đề cho cái biểu đồ. Thì đầu tiên phải chọn biểu đồ đó. Hai là chúng ta phải chọn cái lệnh layout. Bước 3 là chúng ta chọn cái lệnh Asitela. Thì Asitela chúng ta có hai lệnh. Thứ nhất đó là Remoring Hot Risotto Acid, đó là thêm tiêu đề trục ngang, hoặc Remoring Ventilica Acid, đó là thêm tiêu đề trục dọc. Thì thêm tiêu đề trục ngang trục dọc thì chúng ta thực hiện như sau. Bước 1 chọn biểu đồ. Bước 2 chọn thành lệnh layout. Bước 3 chọn lệnh acid tiller. Bước 4 chọn lệnh remoring hotly gentle acid tiller đối với trục ngang, hoặc chọn lệnh remoring vertica acid là đối với trục dọc. Bước 5 là chúng ta chọn dạng hiển thị tiêu đề, sau đó nhập thông tin giải thích. Đó là 5 bước để chúng ta thêm tiêu đề trục dọc hoặc là trục ngang ha. Đây, giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo là thay đổi vị trí hiển thị hoặc ẩn chú giải. Thì đấy, thay đổi vị trí hiển thị hoặc ẩn chú giải thì bước 1 là chúng ta chọn biểu đồ. Bước 2 là chúng ta chọn thành lệnh layout. Bước 3 là chúng ta chọn lệnh Lagrange. Chọn vị trí hiển thị chú giải, đó là bước 4. Đó là 4 bước để thay đổi vị trí hiển thị hoặc ẩn chú giải. Để ở đây thì có một bài tập nhỏ như thế này. Trong sách giáo khoa chúng ta cũng có. Chúng ta sẽ làm trực tiếp trong sách giáo khoa. Liền từ thứ nhất đó là resize. Thứ hai đó là transact thay. Ba đó là dạng biểu đồ bit. Đó là ba cái chỗ trống chúng ta cần điền. Thay đổi biểu đồ chúng ta có 4 bước. Đó là chọn biểu đồ, chọn thay lệnh design, chọn lệnh trang sách thay thì hợp thoại trang sách thể hiện ra, chọn dạng biểu đồ cần thay đổi rồi nhé, ok, đó là bước 4. Đây là 4 bước để thay đổi dạng biểu đồ. Phần C là em tự nghiên cứu sách giáo khoa. Phần C là em tự nghiên cứu trong sách giáo khoa. Cảm ơn các em đã theo dõi, chúc các em học tốt.